Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với YouTube của Tài chính Nghe Nhìn Việt Nam. Và trong bản tin ngày hôm nay, ngày 4 tháng 6, như thường lệ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những tin tức mới nhất nhé. Các bạn thân mến, trên trang web của Apple thì hệ điều hành iOS 13 đã được trình làng thông báo hỗ trợ cho 11 mẫu iPhone bao gồm iPhone 6S, 6S Plus, iPhone 7, 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X, XR, XS, XS Max và iPhone SE màn hình nhỏ 4 inch. Trong đó thì có hai model ra mắt cuối năm 2014, đó là iPhone 6 và 6 Plus thì không còn được hỗ trợ cập nhật lên phiên bản iOS mới nhất vừa trình làng nữa, và cả hai sẽ dừng lại ở iOS 12. Việc Apple có thể ngừng cập nhật hệ điều hành iOS 13 cho iPhone 6 và 6 Plus có thể được hiểu khi mà model này đã xuất hiện trên thị trường được tới 5 năm. Phần cứng của sản phẩm này đã hạn chế và không còn phù hợp với hệ điều hành mới nữa. Sau khi ngừng bán tại các thị trường lớn, tại các thị trường phát triển như là Việt Nam hay là Ấn Độ thì iPhone 6 cũng vừa mới ngừng kinh doanh. Sau khi ra mắt tại WWDC 2019 thì iOS 13 sẽ được phát hành bản thử nghiệm ngay cuối tháng 6 trước khi có bản chính thức vào tháng 9 tới đây cùng với iPhone mới ra mắt. Và bắt đầu từ phiên bản này, Apple sẽ tách riêng hệ điều hành cho smartphone và tablet. iPad sử dụng iOS tùy biến mang tên là iPad OS. Trong khi đó, iOS 13 trên di động sẽ được tối ưu hóa tốc độ xử lý, có thêm giao diện tối màu và nâng cấp hàng loạt tính năng cơ bản như là chụp ảnh, quay video và biên tập nội dung, vân vân. Các bạn mến, mới đây thì có một nguồn tin cho rằng siêu phẩm Galaxy Note 10 sẽ được tung ra thị trường vào tháng 8 năm nay, đi kèm với công nghệ sạc nhanh hơn cả phiên bản tiền nhiệm của nó. Năm ngoái thì chiếc Samsung Galaxy Note 9 đã được xuất xưởng với cục pin dung lượng là 4000 mAh, hỗ trợ công nghệ sạc nhanh 15W. Vào đầu tháng trước thì đã có thông tin cho rằng Galaxy Note 10 sẽ được hỗ trợ công nghệ sạc nhanh hơn 25W, nhưng một thông tin khác mới đây đã tiết lộ rằng flagship này sẽ đi kèm với sạc nhanh 45W. Chuyên gia dò dỉ Ice Universe đã chia sẻ một bức ảnh đa sắc họa về thiên tài Leonardo da Vinci. Hình ảnh này còn đề cập đến dãy số nhị phân 101101. Nếu chuyển thành số hệ thập phân thì kết quả cho ra là con số 45, và Samsung cũng đã đặt tên mã là Da Vinci cho Galaxy Note 10. Vì vậy, xem xét con số 45 và hình ảnh Da Vinci được chia sẻ ở trên thì có thể ngầm hiểu rằng Galaxy Note 10 sẽ hỗ trợ sạc nhanh công suất 45W. Các bạn mến, các mẫu iPhone năm 2018 bao gồm iPhone XS, XS Max và iPhone XR đều có dung lượng bộ nhớ trong tối thiểu là 64GB cho phiên bản thấp nhất. Thậm chí là dòng cao cấp XS và XS Max còn không có tùy chọn 128GB mà nhảy thẳng lên 256GB, khiến một số người dùng sẽ bối rối khi gặp phải tình trạng chọn 64GB sợ thiếu mà chọn 256GB thì lại quá dư thừa. Một báo cáo mới đây cho thấy là toàn bộ các dòng iPhone năm 2019 năm nay thì sẽ bao gồm cả iPhone 11 cao cấp và mẫu iPhone XR giá rẻ đều sẽ có bộ nhớ trong tối thiểu gấp đôi năm ngoái, nâng lên là 128GB thay vì là 64GB. Với việc nhân đôi bộ nhớ trong tối thiểu sẽ cung cấp cho những người dùng cơ bản có thêm không gian lưu trữ, đặc biệt là cập nhật các bản iOS mới đang ngày càng nhiều tính năng hơn. Ngoài ra thì giới phân tích cũng nhận định nếu iPhone 2019 được nâng cấp bộ nhớ trong tối thiểu lên 128GB, đồng nghĩa với việc nó sẽ có phiên bản tùy chọn bộ nhớ tối đa lên tới 1TB, tức là gấp đôi so với mức là 512GB hiện nay. Ok, vậy là vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau điểm qua những tin tức mới nhất trong ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh YouTube của Tài chính Nghe Nhìn Việt Nam. Và nếu như bạn có bất kỳ những câu hỏi hay kiểu đóng góp nào thì nhớ để lại ở phía dưới nhé. Đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube của Tài chính Nghe Nhìn Việt Nam để ủng hộ bọn mình nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye!